thi từ năm sau. Bé Gôn sẽ được đón sinh nhật đúng ngày. Anh vui lắm. Ừ. Con đường của chúng ta đi sắp về đích rồi. Em cũng rất mong đến ngày đó để hạnh phúc của bọn mình có thể được danh chính ngôn thuận, chứ không phải là như đi ăn cắp hay kẻ khác nữa. Bố ơi bố, bánh của bố này có quả dâu đẹp lắm. Nào, để bố xem. Không sao, nào, để bố giúp. Con xin lỗi bố. Không sao, nhưng mà bố phải dạy cho con điều này mới được. Đó là không được hấp tấp.